Dạ xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị một địa điểm bán mai mới của ở bên Đồng Tháp cô chú anh chị ha, gần với chợ giao thông ạ. Địa điểm bán mai của anh Hoàng Sáng ở địa chỉ là chợ giao thông La Dung Đồng Tháp ạ. Chia sẻ cùng với cô chú anh chị hai cây mai tàn lớn luôn nha cô chú anh chị. Dạ ở đây mình có địa chỉ với lại số điện thoại của anh Sáng cô chú ha. Mình có thể đến đây trực tiếp hoặc là liên hệ qua số điện thoại cho anh Sáng nha quý cô chú anh chị nha. Dạ xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn yêu thương ủng hộ kênh ạ. Chúc quý cô chú anh chị xem clip thật là vui và lựa chọn được cho mình những cây mai tàn lớn đẹp để trong sân vườn nhà mình cô chú anh chị ha. Dạ rồi bây giờ em xin phép được vào clip giới thiệu luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi em chào anh Sáng ơi. Dạ chào chị. Em chào khán giả. Dạ em xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay em có giao lưu với cô chú anh chị hai cây mai tàn. Dạ. Cũng là đế thấy rất là đẹp. Dạ, lần đầu tiên giao lưu anh cho em xin lại số điện thoại với lại cái địa chỉ của mình cụ thể anh ha. Rồi, số điện thoại của mình là 0907532066. Mình tọa lạc là tại chợ giao thông xã Phong Hòa, La Dung, Đồng Tháp. Dạ. Dạ rồi, hôm nay mình vô cây số 1 luôn anh ha. Cây, rồi, ok, cây, vô cây số 1. Cái mai tàn lớn luôn nha quý cô chú anh chị. Cái mã số 1. Chỗ này nó hơi chật một chút xíu nha cô chú anh chị nha. Cây tàn dù luôn nha quý cô chú. Tàn tự nhiên luôn. Dạ. Tàn tự nhiên chưa có uống sữa gì hết. Giao lưu với cô chú là cây mai tàn nó xù chảy trên. Cái này cao khoảng bao nhiêu vậy anh? Cây này là cao 3 mét, tán ngang là 5 mét, mà thâu mới cắt tàn vô khoảng 1 mét, còn 4 mét á. Dạ cái vàng xương rất là kín nha cô chú anh chị, vàng xương dày luôn, xương nhuyễn mà dày nha quý cô chú anh chị. Cốt cành khá là đẹp nha quý cô chú anh chị nha. Đế này. Dạ. Cây xù luôn hay gì anh? Em thấy có xù cái, xù chảy luôn á. Dạ, cây xù chảy nha quý cô chú anh chị. Giống như cây. Đây. Cái mặt bên đây xù chảy luôn nha. Xù nước xù này rất là nhiều nha cô chú anh chị, lên tới mấy nó cái ra tới nhánh luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Xù ra tới chốc nhánh luôn. Dạ. Thôi mình đo hoành đi ha. Dạ. Nước xù này khá là nhiều nha, khoảng chừng 70-80% luôn anh ha. Xù cỡm rất là nhiều. Quả neo là 50. Dạ, vị trí đó là 50 nha cô chú anh chị. Quả neo là 51, mình tính 50. Dạ. Củ đặc mình khoảng 1,5 m. Dạ. Rồi em đi một vòng đến cái nha. Cái này đang nằm trong một cái bồn khá lớn nha cô chú anh chị. Báo là cây này đã thường chậu được 6 tháng nè. Một cây mai tàn tự thiên nhiên mà còn xù nữa nha cô chú anh chị. Hồi nãy anh báo chiều cao bao nhiêu ạ? Chiều cao là 3 m, tán ngang là 4,5 m. Dạ. Anh đo cái thóp thân lên giùm em anh ha. Hả? Anh đo cái thóp thân từ rễ lên tới chi cành đó anh. Cây xù rất là quái cây, đẹp cây luôn cô chú ơi. Thóp thân là 36. Dạ. Hai nước xù rất là đẹp. Quay gần gần. Cái này là chảy xuống ở trên, chảy xuống ở trên là khó kiếm. Giống như đèn cầy vậy. Rồi đúng rồi, giống như sáp đèn cầy chảy xuống. Dạ. Rồi quay dài ra nhánh luôn. Chơi chót nhánh luôn nè. Dạ. Nó bể nó ra xù tới ngoài nhánh luôn.
Nè, quay cho thấy. Nó đây gà, nó bể mấy mấy nát nhách. Mấy cái nách đó mà nhánh nó bể này ra tới nhánh chú, luôn. Chị. Bể luôn. Nước xù này gì? Cũng lạ, đẹp độc nha cô chú anh chị, xù tới bể xù rồi tới mà nhánh đó nha cô chú anh chị. Cây tự nhiên chưa có vô dây gì hết á. Đây nhánh nhỏ này cỡ bằng cái ngón tay cái em mà nó cũng bể xù nữa nha cô chú ha. Còn mấy cái nhánh ở đây là nó nu nần hết nha quý cô chú anh chị. Nhìn cô chú anh chị mà mình ở gần á, mình đến xem thực tế nó rất là đẹp nha cô chú. Đây rất là khủng luôn. Cái này mình giao lưu bao nhiêu vậy anh? Dạ. Dạ cô chú và anh chị, cây mai tàn của em này em giao lưu với cô chú anh chị là 65 triệu. Em bao ship 200 km. Dạ 65 triệu một cây mai xù nha cô chú anh chị, xù chảy sát dạ. Bằng cây. Giữ. Mà cái tàn rất là đẹp nha cô chú. Là hoành 50, em giao lưu là 65 triệu, bao ship 200 km. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ cô chú anh chị mình sẽ xem lại giùm em cái dàn đế nha cô chú. Cây đang xù, cái dàn xương nó rất là đẹp luôn cô chú. Dàn xương là đẹp. 65 triệu mình bao ship 200 km luôn phải không anh? À đúng rồi, 65 triệu. Ai mà có vườn rộng rộng, có sân rộng rộng mà đem cây này về là thôi khỏi nói luôn. Dạ. Rất là thích hợp cho cô chú anh chị, mình đang sưu tầm những cây mai lớn để ở sân vườn nha cô chú. Cây này mà để ở ngay cái sân mình là mát rượi luôn. Em đi một vòng đế nữa là mình đổi cây cô chú anh chị nha. Dạ, cây rất là đẹp, cô chú anh chị xem kỹ giùm em ha. Quá trời quýt. Đế khủng quá. Dạ ở phần này là nó cũng đang đế là cùm tay mình cho nghe cô chú anh chị. Dạ. Đế này là cùm tay mình cho nghe. Cái mặt dê này đều hết luôn, bốn mặt luôn, không có trống chỗ nào nghe cô chú. À, đặc biệt là cái nước chảy này nó rất là cộm, mình cộm cỡ ngón tay em luôn cô chú anh chị. Cây nó chảy là khoảng 2 phân cô chú. Dạ. Ơi. Hàng đáng sưu tầm nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ bây giờ mình chuyển sang cái số 2 ha. Dạ chuyển sang cái số 2 giùm em nha. Số 2 hơi nắng. Dạ chuyển sang cây số 2 nha cô chú. Cây này thành phẩm được tàn rất là đẹp luôn. Dạ tiếp tục là mình chia sẻ với cô chú cây mai tàn số 2 ha. Tàn thành phẩm cô chú ơi. Cây này là quýnh nhạo trên chậu là từ 30-40 năm nghe cô chú anh chị. Dạ. Chi cành cổ á. Cái đế thì mình chưa khai thác hết nha. Đế còn dưới rất là nhiều tại dạ. Mình một cây chi cành cổ cái khủng nha cô, cây này quá đẹp rồi cô chú anh chị xem biết cảm nhận giùm em ha. Này là xù chảy hết cây luôn ha. Dạ. Xuôi chảy lên tới cái chi cành ở trên luôn nha quý cô chú anh chị. Cái chỗ này là cái chi cành nó đang xuôi chảy nha cô chú. Rồi, bên này cũng có nha, cô chú anh chị xem kỹ giùm em nha. Nó nu vú bò hết trơn nha cô chú anh chị. Xù chảy nó chảy xuống giống như cày nó trên nó chảy xuống cũng nhiều lắm. Từ trên chót dạ. Đỉnh nó chảy dài xuống dạ. Cô chú ơi. Cái chi cành của em là bự hơn em. Ờ, cành số 1 có được nhiêu không? Cái hoành à. Cái này hoành là 48. Dạ hoành 48.
cái củ đặc này 300 đó. Dạ. Cái hoành đế là 300. Dạ. Em đi. Cái củ đặc nó là 1,2. Dạ. Rồi em để cho chiếc cành. Dạ. Chiếc cành số 1 là 25. Cái này nó lùng dữ lắm nha cô chú anh chị. Quá trời đẹp của chú ơi, cây này mà đem về mà làm mấy chậu cao cao một cái thì thôi. Dạ. Tàn quá trời bếp luôn. Rồi cô chú anh chị xem cái đế giùm em nha. Chi cành là 2 mấy không cô chú ơi? Dạ. Để em bò qua cái. Cái thóc thân nó rất là đẹp, lùng dữ lắm cô chú. Hơi dạ. Lùng, thóc thân hơi thấp nha. À. Thóc thân khoảng 15 mà. Dạ. Ây da. Chi cành cổ á. Em quay cái đế cho cô chú anh chị mình xem trước nha. Cây quá khá đẹp rồi. Này, cái cây này mặt bên này đẹp nha cô chú anh chị. Hai mặt nào cũng đẹp hết. Đó. Cây này là chưa khai thác xuống còn cái. Cây này là xù khoảng 70-80% hả anh ha? Ờ đúng rồi, 70-80%. Dạ. Cô chú đem về là chơi thôi chứ không cần sửa gì hết. Cái này cao khoảng bao nhiêu vậy anh ha? Cây này cao 2,5 m. Dạ. Tán ngay 2,5 m. Wow. Cây này bao thần chậu nha, sống khỏe. Dạ, chi cành cổ luôn nha quý cô chú anh chị. Chi cành cổ khó kiếm lắm nha cô chú ơi. Mà đặc biệt mà nó còn xù nữa cô chú anh chị. Này. 5 chậu cũng có 30 năm mà. Cái mặt bông của cây này khoảng chừng bao nhiêu vậy anh ha? À, cái mặt bông này là từ 5 tới 9 cánh. Dạ. Đây một cây tàn à, một cái mai thành phẩm cực kỳ đẹp của mà cái mai này là đặc biệt là mai chùm á, bông chùm á. Dạ. Bông Tết được rồi là kẹo hết. À, cái này thì giá giao lưu bao nhiêu vậy anh ha? Giá bao nhiêu luôn bao nhiêu vậy? Dạ chia sẻ với cô chú anh chị là cây này là em giao lưu 75 triệu em bao ship 200 km. Dạ 75 triệu. Một cây rất là đẹp nha cô chú anh chị, giót ngọn luôn nha quý cô chú. À, ưu điểm là cây xù, chi cành cổ, đế khủng nha quý cô chú anh chị. Cây rất đẹp. Dạ. Dạ rồi. À. Cây này là cây cua líp luôn hả anh? Dạ đúng rồi, cây này cũng là cây cuối clip. Em chỉ có quay 2 cây thôi. Dạ. Nhưng mà vườn em cũng còn. Dạ. Mà cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin kính chúc là cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài ạ. Dạ rồi, anh cho em xin lại số điện thoại của anh. Dạ nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0907 532 066. Giao lưu cũng là số đó, Facebook cũng là số đó. Dạ. Rồi em cảm ơn anh đã chia sẻ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. À, bây giờ em xin quay cho cô chú anh chị mình xem lại cái cây mai đẹp này nha cô chú anh chị. Cây mã số 2 là hồi nãy anh Sáng giao lưu là 75 triệu. Dạ. Mình coi lại tổng thể cái tàn giùm em nha. Không có bị lép bên nào luôn nha quý cô chú anh chị. À. Bộ đế nè cô chú anh chị. Nè đang quay mấy cây. Chi cành cổ mà đang. Nè đang quay mấy cây. Khoảng là 70-80% á. Nè. 4 cây hả? 4 cây, 4 cây. Không có quay đảo lên các sơ lược á. Bây giờ 4 cây 7 bây giờ 4 cây 700, 2 cây 350 chưa? Mà mấy trên đoạn nó cũng xù luôn cô chú anh chị. Tay cành là xù hết nha cô chú. À, quý cô chú anh chị mình ở gần mình có thể đến đây để xem trực tiếp cái cây mai này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quá trời cây mồi lên đế cũng cửa rồi. Trời ơi mày xịt quá chống lỏng rồi ha, tao xịt gọi tao mới đẩy lên đó. Hậu này nó không biết. Ê, trời ơi mày xịt quá chống lắm rồi hả?
vàng ít nè. Không, cái điện thoại quay gần chẳng thấy chưa ha. Dạ bây giờ em xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị nha. À, chúc quý cô chú anh chị sẽ sưu tầm thêm được nhiều cây mai lớn đẹp cho sân vườn nhà mình nha quý cô chú. Đụt quá.